khi lựa chọn chất liệu để làm nội thất phòng thờ thì gỗ luôn là sự ưu tiên số 1. Bởi chất liệu gỗ luôn gợi lên sự mộc mạc, giản dị và vô cùng gần gũi. Hơn thế, trong phong thủy, gỗ đại diện cho mộc, thể hiện cho sinh khí, đại diện cho sự phát triển, sự sinh sôi nảy lộc, tượng trưng cho sự thịnh vượng về tài lộc và của cải của mỗi gia đình. Và cũng đang có ý định sử dụng chất liệu gỗ cho việc thiết kế phòng thờ. Hãy cùng xem những mẫu thiết kế phòng thờ gỗ đẹp và sang mà blog nội thất đẹp gợi ý ngay sau đây để có thể chọn lựa cho mình sản phẩm phù hợp với ngôi nhà của mình nhé. Mẫu 1, mẫu phòng thờ tân cổ điển với gỗ quý hiện đại. Mẫu phòng thờ tân cổ điển này được thiết kế với chất liệu hoàn toàn bằng gỗ quý. Điều tạo nên sự đặc trưng cho phòng thờ này là những họa tiết được chạm trổ tỉ mỉ, chi tiết. Bên cạnh đó, điểm nhấn là những cây cột gỗ vững chắc có treo đôi cầu đối thờ. Mẫu số 2, mẫu phòng thờ gỗ với gam màu nâu đỏ chủ đạo. Với mẫu thiết kế phòng thờ gỗ này, thì cả không gian được bao trùm bởi gam màu nâu đỏ đặc trưng của gỗ gõ đỏ, kết hợp với cầu đối, tường ốp gỗ, giúp mang lại nét đẹp cổ kính, sang trọng và ấm cúng cho căn phòng thờ. Đặc biệt, đây cũng là một trong các mẫu thiết kế phòng thờ gỗ cho chung cư đang được ưa chuộng hiện nay. Mẫu 3, mẫu phòng thờ gỗ với thiết kế ấn tượng. Đối với mẫu phòng thờ gỗ này, màu sắc chủ đạo là gam màu nâu trầm và chút màu đen của gỗ vụ rất là đặc biệt. Điều này giúp bạn cảm nhận được sự trang nghiêm nhưng cũng phần nào thể hiện được sự ma mị, tâm linh. Ánh sáng vàng từ hai chiếc đèn đặt ở trên bàn thờ phản chiếu càng khiến cho không gian thờ cúng trở nên ấn tượng hơn. Mẫu 4, mẫu phòng thờ gỗ sang trọng với màu nâu tây. Thông thường các gia đình sẽ thiết kế phòng thờ theo đúng quy chuẩn vốn có từ thời xưa đến nay. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng tông màu chủ đạo cho phòng thờ gỗ là màu nâu tây. Đây là một màu hết sức thời thượng, không lỗi mốt theo thời gian. Bên cạnh đó, màu nâu tây cũng thể hiện được sự sang trọng và không khí trang nghiêm cho phòng thờ gỗ này. Mẫu số 5, mẫu phòng thờ gỗ kết hợp tranh ảnh, họa tiết. Nếu bạn cảm thấy phòng thờ gỗ hơi đơn điệu, thì bạn có thể bài trí một vài bức tranh nhằm tạo điểm nhấn cho căn phòng. Tất cả những họa tiết, hoa văn của các đồ nội thất được chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết, phù hợp với phong thủy và tâm linh. Mẫu số 6, mẫu phòng thờ gỗ mang đậm phong cách châu Âu. Mẫu phòng thờ gỗ này thì được thiết kế bằng những họa tiết đặc trưng theo phong cách châu Âu. Các lọ lộc bình lớn được thiết kế tỉ mỉ, từng chi tiết đặt đối xứng ở hai bên bàn thờ. Ngoài ra, hai lớp hoành phi gỗ ở trên nghi môn được thiết kế đúng với chất Á Đông của người Việt. Mẫu số 7, mẫu phòng thờ gỗ thiết kế theo 3 không gian. Phòng thờ gỗ này được chia thành 3 không gian, ngăn cách bởi những cây cột gỗ lớn. Đầu thân cột là các hoa văn đậm chất Á Đông. Có thể thấy hệ thống cột keo, nghi, hoành được thiết kế đầy đủ, làm cho không gian của căn phòng thờ gỗ thêm tâm linh. Mẫu số 8, mẫu phòng thờ gỗ với hệ thống đèn hiện đại. Đối với mẫu thiết kế phòng thờ gỗ hiện đại này, thì bàn thờ được đặt ở chính giữa không gian. Ánh sáng được sắp xếp ở chính giữa phòng, kết hợp cùng hệ thống đèn hát sáng. Xung quanh càng giúp phòng thờ gỗ trở nên trang nghiêm và tôn kính. Mẫu số 9, mẫu thiết kế phòng thờ gỗ óc chó, tối màu, sang trọng và ấm cúng. Mẫu phòng thờ gỗ óc chó này thì gây ấn tượng nhất bởi màu gỗ rất sang trọng. Gỗ có màu nâu trầm, thu hút sự chú ý và yêu thích của rất nhiều gia chủ. Màu nâu trầm toát lên sự tĩnh lặng, sang trọng và trang nghiêm. Vì thế, phòng thờ với bàn thờ gỗ làm từ gỗ óc chó có nét đẹp rất thu hút và vô cùng uy nghi. Mẫu số 10, mẫu thiết kế phòng thờ gỗ tự nhiên, cổ kính và uy nghiêm. Mẫu phòng thờ gỗ đỏ này thì mang đến một không gian sang trọng và đẳng cấp, rất phù hợp với những căn nhà biệt thự. Phòng thờ gỗ tự nhiên này kết hợp trang trí thêm cây xanh, góp phần tạo không gian thêm thoáng đãng hơn. Mẫu số 11, mẫu thiết kế phòng thờ gỗ tự nhiên tối màu. Không gian phòng thờ gỗ tự nhiên này tôn lên vẻ đẹp sang trọng, ấn tượng. Điểm nhấn của phòng thờ gỗ này là chiếc đèn chùm kiểu dáng cổ kính, càng nổi bật lên vẻ đẹp sang trọng, tôn nghiêm cho không gian. Mẫu số 12, mẫu phòng thờ gỗ với thiết kế đơn giản, tinh tế. Căn phòng thờ gỗ tân cổ điển này được thiết kế theo phong cách đơn giản với tông màu trắng chủ đạo. Điểm nhấn là bàn thờ với chất liệu gỗ đen. Ngoài ra, bạn nên trang trí thêm cây xanh để không gian phòng thờ thêm thoáng đãng. Mẫu số 13, mẫu phòng thờ kiểu hiện đại bằng gỗ tự nhiên. Mẫu phòng thờ gỗ tự nhiên mang lại sự gần gũi với thiên nhiên và sự sang trọng cho phòng thờ Phật. Mẫu bàn thờ hiện đại này khi kết hợp các nội thất gỗ cao cấp làm cho phòng thờ trở nên trang nghiêm và hiện đại hơn cho ngôi nhà. Mẫu số 14, mẫu phòng thờ gỗ kiểu hiện đại thiết kế bàn thờ 2 cấp. Mẫu bàn thờ hiện đại 2 cấp đẹp, mỗi một cấp của bàn thờ lại có ngăn tủ chứa đồ tiện lợi và sáng trọng. Mẫu bàn thờ hiện đại này với những vách ngăn cùng với tông màu với bàn thờ làm tăng không khí trang nghiêm, uy nghi cho cả không gian phòng thờ gỗ của bạn. Mẫu số 15, mẫu phòng thờ gỗ với nhiều họa tiết.
Một phòng thờ gỗ hiện đại này với thiết kế bàn thờ hiện đại nhiều tầng, kết hợp với nhiều họa tiết truyền thống, đơn giản, mang đến một không khí trang nghiêm cho phòng thờ gỗ này. Những mẫu phòng thờ được làm từ chất liệu gỗ tốt nhất, luôn đề cao gắn kết sự hài hòa giữa ý tưởng, thiết kế kiến trúc với sản phẩm đồ gỗ theo phong cách Á Đông, có sự đan xen giữa phong cách hiện đại và truyền thống, đảm bảo đem lại cho khách hàng một không gian tôn nghiêm, thờ cúng nhất, nên luôn là lựa chọn hàng đầu của quý khách hàng hiện nay. Với những mẫu bàn thờ gỗ mà blog nội thất đẹp vừa chia sẻ ở trên, hy vọng sẽ giúp các bạn chọn cho mình được một mẫu ưng ý nhất. Các bạn thấy video của blog nội thất đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé! Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share, ủng hộ blog nội thất đẹp nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.